Xin chào mọi người. Hôm trước mình có đăng tải cái trường hợp ở mấy ấm chùa Quan Âm ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long á, thì có một cô tên là Thoan Nguyễn ở Canada đã gửi cho mình số tiền là 300 CAD, tức là cũng hơn 5 triệu á. Nhưng mình và cô nhờ mình là chuyển xuống giúp cho chùa Quan Âm. Tuy nhiên mà mình không có cái thời gian để mà mình xuống trực tiếp á, cho nên là cái hôm nay mình sẽ đổi tiền ở ngân hàng thành tiền Việt, sau đó mình sẽ chuyển khoản cho chùa, và cũng mong là cô Thoan Nguyễn thông cảm giúp con, tại vì cái thời gian của con không có cho phép con xuống trực tiếp à. Dạ, bây giờ con sẽ đổi tiền và sau đó con chuyển ra chùa. Dạ. Đây là số tiền sau khi em đã đổi 300 CAD là tiền Canada thì người ta chuyển ra thành bao nhiêu đây là tổng. Nhưng mọi người thấy là 5.244.000 đồng. Để em đếm luôn ở đây. Thì cái số tiền này một xíu nữa em sẽ chuyển cho chùa Quan Âm ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mà. Và em có nhắn thầy là khi mà nhận được thì thầy báo giùm con thầy đã nhận được. Để mà thông báo cho mọi người được rõ à. Dạ, cảm ơn mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn tìm hiểu về cái chùa Quan Âm này như thế nào á, thì em cũng sẽ đính kèm những cái hình ảnh mà em bé bị bỏ rơi mới nhất mà chùa Quan Âm đã cưu mang à. Dạ. Chào mọi người, thì mình đã quay trở lại với clip thứ hai tiếp theo. Mình nói về chùa Quan Âm ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long á. Thì mình nhắc lại đây là ngôi chùa đã cưu mang các trẻ bị bỏ rơi từ năm 2017. Thì đến ban đầu là một bé sứt môi tên là Khánh Ân, thì bây giờ đã có tổng cộng 21 bé rồi. Và đây là thầy Thích Khánh Bổn, là người đã theo sát các bé từ lúc đầu cho tới bây giờ chung với thầy Thích Tánh Bình. Thì cái trường hợp gần nhất mà thầy cho mình biết á, là một bé bị bỏ rơi trước cổng chùa lúc mới có khoảng 10 ngày tuổi. Và trong khoảng 5-6 ngày trước, tức là bây giờ là được khoảng 2 tuần tuổi rồi. Và chắc là thầy nói lại giùm con một xíu là cái hoàn cảnh phát hiện bé như thế nào á thầy. Lúc đó thì ban đêm cũng khoảng gần nửa đêm mà. Thì nghe tiếng chó sủa nhiều. Thầy chủ trì bước ra thì không thấy ai hết. Rồi bước lại phía trước chỗ Phật Di Lặc thì thấy một bé bỏ rơi như đó. Và thầy ẩm vô. Dạ, bé trai hay gái thầy? Bé trai. Sức khỏe cân nặng nó như thế nào lúc đó thầy? Sức khỏe thì mình nhìn theo dõi thì thấy bé khỏe mạnh. Bú bình thường. Cân nặng mình đo chưa? Mới đi khám bệnh bé hồi sáng này thì 3 ký mấy. 3 ký mấy à? Vậy cũng tốt. Với lại là lúc mà phát hiện á, là bé có được quấn khăn không hay là trần ruồng luôn thầy? Quấn cái khăn với được một vỏ đồ. Có để lại thư từ gì không? Dạ không. Dạ mình, có bây giờ không có biết liên lạc với mẹ như thế nào luôn. Dạ rồi thôi, chắc thầy cho con vô thêm cái chỗ mà bé đang được nuôi dưỡng hiện tại như thế nào. Đây là cậu bé bị bỏ rơi mà nhà chùa vừa đem về gần nhất. Ở đây như mọi người thấy, bé nhà chùa mình đã khai sinh cho thầy đặt tên chưa? Nguyễn Khánh Nhật. Nguyễn Khánh Nhật hả? Sao mình không cho nó quy y luôn, pháp danh luôn? Nguyễn Khánh Nhật, pháp danh là Khánh Nhật, tại Khánh... vì khai sinh cũng phải có họ. Dạ, dạ. Đây cậu bé Khánh Nhật. Mấy cái này là mình mua hay là Mạnh Thường Quân họ đem đến? Dạ, họ đem đến. Mạnh Thường Quân. Còn đồ mà lúc mà mới phát hiện bé đầu tiên, một vỏ đồ như nãy thầy nói là ở đâu ta, cái đồ nào? Vỏ xong. Cái này hả thầy? Để lại mấy cái này luôn không? Dạ, cái này của chùa. Đây, quần áo hả? Đây là những quần áo mà mẹ bé
Khánh Nhật đã để lại cho con trai khi mà để bỏ bé ở trước cổng chùa. Cậu bé kia là ai đây? À, cậu bé đi giữ nhà trẻ hả thầy? Chị mình chăm sóc bé có cực không chị? Tại vì nó còn nhỏ. Buổi tối mình phải túc trực với nó luôn á hả? Chị là bảo mẫu chùa thuê hả? Dạ. Mình được thuê chùa thuê lâu chưa chị? Dạ 3-4 tháng rồi. Dạ 3-4 tháng. Mình ở gần đây không? Mẹ em ở dưới đây. Chăm sóc trẻ về mình thấy ngoại không? Cực không? Cực nhưng mà vui. Vui hả? Dạ. Chị có gia đình chưa? Dạ có rồi, bé được 3 tuổi. À, không dẫn bé qua đây chơi luôn cho đỡ buồn? Dạ có nhà ba với ngoại nữa. Đây cậu bé Khánh Nhật nặng hơn 3 kg, rất khỏe và ngoan, không thấy khóc. Bú chắc tốt hả chị? Dạ. Một ngày bú tí xíu, bú tí xíu là bú à. Một ngày bú mấy cử ta? Khóc em cho bú tại tí xíu là chẳng khoảng 20 phút à. Có đòi đi chơi rồi này kia không? Dạ không, ở đây có khi là thức dậy rồi bú rồi khóc rồi bú. Dạ. Xong ngủ nữa. Bên đây là cái chỗ mà bảo mẫu ngủ tối hả thầy? Dạ, ngủ canh với em. Ôi, nói chung là chùa chu đáo ha, có nhiều thứ đầy đủ hết. Nói chung là chỉ có tận tình chăm sóc bé thôi, ngoài ra không có cần lo gì hết. Ăn uống là trong chùa lo luôn. Dạ. Dạ. Quá hay. Cười hả? Ôi cái mặt dễ thương gì mà đẻ xong rồi lại bỏ rơi. Nhìn mặt lanh hả chị ha? Dạ. Lanh. Trước giờ mình có làm bảo mẫu chỗ khác chưa? Dạ không. Mới lần đầu? Dạ, hồi Tết em làm được 2 tháng xong rồi em nghỉ, cái em vợ em làm lại. Dạ. Yeah. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20. À, trước đó mình có làm gì khác chưa? Dạ không, em chỉ nhà giữ bé thôi. À. Nói chung là vô tới chùa, được chùa nhận cu mang tới giờ là mừng rồi, nó sẽ khỏe thôi. Được nuôi dạy đàng hoàng. Anh biết rồi, anh biết là bây giờ hoàn cảnh của anh như thế nào, cho nên là anh phải ngoan thôi. Anh bước ra khoảng 15-20 phút anh thức dậy anh khóc rồi bố. Thôi, ở đây là ngoài công viên, và như mọi người thấy là chùa giống như là một cái sạp bánh dành cho thiếu nhi luôn, đấy đủ loại bánh ở đây luôn. Kem, đặc sản Đà Lạt, Phan Rang, mứt atiso quạt luôn. Trời, có máy làm kem tươi rồi. Nước ngọt luôn, nước ngọt máy tự động. À dạ thầy, hồi nãy giờ thì con có nói chuyện với thầy bổm á, thì con cũng chưa có rõ lắm về cái quy trình chăm sóc trẻ của mình ở đây thầy. Thí dụ như một đứa trẻ mà đưa vô theo dạng mà trẻ sơ sinh á, mình mới tiếp nhận ban đầu á, thì mình chăm sóc, mình lo cho nó như thế nào thầy? Thì ở đây thì trước hết khi mình tiếp nhận mấy đứa bé đó, thì đầu tiên là mình phải báo địa phương trước. Dạ. Tại vì tất cả các bé là mang vô là đa số bỏ phía trước này mình sẽ mang vào. Dạ. Rồi mình phải báo với chính quyền địa phương, báo với chính quyền địa phương để chính quyền địa phương lên làm giấy tờ. Sau khi mà đem về với xã thì xã thông báo lên trong một tuần lễ theo đúng luật. Yeah. Không có ai tiếp nhận thì bắt đầu lúc đó thì làm cái khai sanh cấp cho thầy. Yeah. Cấp cho bé.
và sau đó thì có được cái bảo hiểm, khi nhập hộ khẩu xong rồi được cái bảo hiểm y tế. Tất cả các bé được đem vào thì các bé sẽ đem vào trong trong phòng của các bé sống đó để chăm sóc. Tất cả những bé mà mới vô ở đây thì đa số là sanh được khoảng tuần lễ hoặc là vài ngày cũng có, lâu nhất là khoảng chừng coi như là 10 ngày một tháng ở đây. Thì ở đây với thầy lúc đầu tiên thì sự chăm sóc các bé cũng gặp nhiều khó khăn. Lý do là quý thầy toàn là người Nam không, mình không có gành về cái việc mà chăm sóc các bé, cho nên là phải nhờ các cô Phật tử, các cô bảo mẫu đến để phụ chăm sóc. Thì cho đến ngày hôm nay là 2 năm thì số lượng các bé cho đến ngay bây giờ là 20 bé đang được ở đây. Thì cứ chăm sóc qua ngày vậy mà các bé lớn dần. Dạ. Lớn dần cho đến ngày hôm nay. À, như vậy thì chùa mình chỉ có 3 sư thầy nhưng mà nuôi tới 21 trẻ và phải thuê bảo mẫu, rồi cái tiền ăn uống rồi các thứ nữa, thì cái mình lấy kinh phí đâu mà mình hoạt động thầy? Hiện tại nếu mà tính ra chăm sóc cho 20 bé này đó thì cái chi phí mà hàng tháng đó là khoảng hơn 40 triệu đồng. Thì với một cái ngôi chùa ở thôn quê như thế này thì đối với người Phật tử địa phương thì cũng không có điều kiện để mà giúp đỡ cho chùa. Thì ở tại chùa lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy để chăm sóc, thì đó cũng là cái điều mà phải nói là cũng khó khăn đối với chùa. Cho nên tất cả những cái nguồn kinh phí là chủ yếu chính là nhờ vào tất cả những Phật tử đến chùa để vào những ngày cuối tuần đó, thứ bảy chủ nhật, rồi với Phật tử đến thăm, người mang tả mang sữa rồi tới cũng hỗ trợ thêm phụ với tài chánh. Tuy nhiên có một cái điều là cái nguồn tài chánh nó không được ổn định. Lý do là ở đây mình chưa có một cái nhà tài trợ nào hay là một cái mạnh thường quân nào, một cái công ty nào đó để hỗ trợ thường xuyên, gọi là hàng tháng. Dạ. Hàng tháng thì mình chưa có, mà mình chỉ được nhận hỗ trợ gọi là tạm thời vào những cái ngày mà đi đến thăm viếng chùa thôi. Dạ. Cho nên chủ yếu là vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Thì nó mỗi tháng nó cũng tùy thuộc vào cái lúc mà ta đi hỗ trợ ít hay nhiều, cho nên cái nguồn tài chính nó không cố định. Và chính như vậy thì có những lúc mà có đầy đủ để mà xây sở cho các bé, tuy nhiên có những lúc lại thiếu. Nó cụ thể hơn là hôm rồi, khi mà các bé trong một ngày mà nhập viện 10 đứa bên bệnh viện Nhi Đồng, thì ngay thời điểm đó ở nhà chỉ còn có vài triệu trong chùa thôi, cho nên không đủ chi phí để nhập viện. Thì lúc đó thầy phải chạy mượn khoản tiền để mà nhập viện cho các bé. Thì khi nhập viện vào bệnh viện là mỗi bé phải đóng từ 1 đến 1,5 triệu đồng tạm ứng. Thì như vậy tới 12 đứa đi khám bệnh, nhưng mà 10 đứa nhập viện. Thì như vậy thì cũng hơn 10 mấy triệu trong cùng một lúc, thì ở thời điểm đó chùa lại không có. Cho nên là cái nguồn mà tài chánh để mà lo cho các bé thì có lúc về lúc khác, lúc đủ lúc thiếu. Cho nên là cái việc mà chăm sóc các bé đó thì đôi lúc cũng gặp nhiều khó khăn. Dạ. Như vậy tức là cái kinh phí bây giờ nó cũng không có dư giả nhiều, thứ nhất. Thứ hai nó còn bị không cố định. Dạ, không cố định. Dạ, không cố định. Thì chắc là sẽ có một số trẻ ngoài cái chuyện mà ăn ở rồi chăm sóc ra thì cũng phải chăm sóc về cái vấn đề chữa bệnh cho nó, đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Chữa bệnh rồi đi học nữa. Có bé được đi học nữa. Đi học thì các bé vô mẫu giáo thì mình phải vẫn đóng tiền trường, tiền ăn hàng tháng cho các bé. Như cái trường hợp của Khánh Ân á, là cái bé đầu tiên á thầy. Dạ. Thì con được biết là lúc đầu bé vào trong cái tình trạng môi bị sứt hở hàm ếch á. Dạ, thì không biết là cái hành trình chữa bệnh như thế nào để bây giờ bé có được một cái khuôn mặt tương đối là sáng sủa và hoàn thiện như vậy ạ. Dạ. Thì bé Khánh Ân á, là khi mà vào chùa đó là thời điểm đó là bé bị hở hàm ếch, và cũng là đứa bé này đầu tiên tiếp nhận tại chùa. Lúc đó còn mấy ngày không ta, nó sinh mấy ngày.
Thì sau khi tiếp nhận vào thì cũng có hỏi thăm qua những cái thông tin. Thì đứa bé đến 6 tháng tuổi thì lúc đó có nghe được một cái đoàn từ thiện ở nước ngoài về ở bệnh viện răng hàm mặt tại thành phố đó. Yeah. Để mà hỗ trợ mổ miễn phí. Yeah. Cho các bé, cho nên mới đăng ký vào cái đợt đó. Yeah. 6 tháng tuổi hả thầy? 6 tháng tuổi. Tuy nhiên là khi ẵm bé lên trên đó để khám và là xét nghiệm mọi cái thủ tục rồi thì bắt đầu là nằm viện ở đó cũng khoảng gần một tuần lễ, nhưng mà do cái các bé đông quá trong cái đợt đó thì đến cái ngày mà được lên ca mổ thì khả năng lại bị sốt. Dạ. Bị sốt cho nên không mổ được, phải về chùa. Và sau đó một tháng thì bé mới trở lại Sài Gòn để mà mổ. Thì cũng may là cũng có một cái nhóm từ thiện để hỗ trợ cho cái bé mổ. Thì như vậy thì được cái may đó là cái chi phí để mà mổ cho bé Khánh Ân á là hoàn toàn miễn phí. À vậy tức là mổ vào cái thời gian nào vậy thầy? Vào khoảng tháng 6 năm rồi. Lúc đó là bé được 1 tuổi chưa ta? Chưa 1 tuổi. Tại vì bé ra là Khánh Ân là sinh ngày 20 tháng 1, 9 Tây tháng 1. Cho nên là bé mới 1 tuổi hồi lúc tháng 1 Tây này thôi. Lúc đó thì bé chưa. Tức là cái đoàn ở bên Pháp qua mổ từ thiện nhưng mà là mình bị trễ đợt hả thầy? Cái đợt đó thì bé đã nhập vô rồi, làm thủ tục xong hết rồi. Nhưng mà do ở đông quá, chờ tới ngày mổ là một tuần lễ á, thì đến thời điểm mà lên ca mổ thì bé bị sốt, cho nên không mổ được. Dạ. Sau đó phải có một cái đoàn khác nữa hả? Về rồi sau đó mình mới đăng ký ở tháng sau. Cũng là đoàn đó nhưng mà tháng sau. Đã tháng sau nhưng mà chỗ khác. Không phải đoàn đó nữa nhưng mà của bác sĩ Việt Nam mình mổ. Dạ, bác sĩ Việt Nam cũng hay. Dạ. Ngoài trường hợp của bé Khánh Ân này ra thì có cái trường hợp nào mà mình theo sát cho tới bây giờ mà mình nhớ nhất không thầy? Có cái kỷ niệm mà mình không thể quên được hả? Dạ, nói chung thì ngoài cái Khánh Ân vì bị hỏi là mất ra đó, thì ở đây mình còn có hai cái ca. Mà một cái đó là bé Khánh Long. Thì bé Khánh Long khi mà tiếp nhận vào trong chùa đó thì bé đã bị tim bẩm sinh. Dạ. Và tim rất là nặng. Thì sau khi tiếp nhận vào mình đưa vào bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để điều trị. Nhưng mà sau đó nằm ở Cần Thơ một tuần lễ thì không điều trị được, phải chuyển lên Nhi đồng một ở thành phố. Và sau khi chuyển lên thành phố đó, thì bác sĩ bảo là do cái tim của bé quá nặng và không thể nào cứu chữa được. Đó, thì phải một là đợi tắt thở trên đó, hai là mang về. Thì cuối cùng là bé đã ra đi và mang về đây. Thì chùa đã làm cái nghi lễ đàng hoàng và đã an táng bé, thiêu bé. Dạ. Đó là một cái kỷ niệm là thứ nhất là mình cũng đã hết lòng vì các bé. Hơi chạnh lòng đúng không thầy? Chạnh lòng bé, nhưng mà phải nói là rất thương bé. Bé bởi các bé về dạ. Tới đây đó, về tới chùa này nắm cái bàn tay thầy một cái xong rồi mới là ra đi. Dạ, bé mất vào cái thời gian nào thầy? Vào coi như là năm ngoái. Năm ngoái. Nhưng mà lúc mà từ cái ngày mà vô chùa cho đến cái ngày bé mất chỉ có 23 ngày thôi. Dạ. 23 ngày. Năm ngoái là hồi tháng mấy á thầy? Thầy cũng nhớ là khoảng mùa hè này. Dạ. Mùa hè cũng là trước đây cũng khoảng một năm rồi đúng không thầy? Dạ. Chắc là cho cốt là mình đưa ở ngoài kia hả thầy? Nhà cốt ạ. Dạ, Khánh Long. Đó là một bé thì chỉ sống tại chùa khoảng mười mấy ngày tại chùa. Còn dạ, lại 23 ngày. Dạ. Dạ. Bé cái trường hợp thứ hai là hiện bây giờ còn đang nằm ở bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ là bé Khánh Huy. Ừ. Thì bé Khánh Huy là mới vào chùa cho đến ngày hôm nay thì khoảng hơn 3 tháng thôi. Nhưng mà đã nằm ở bệnh viện cũng khoảng 2 tháng nay rồi. Tức là từ ngày vô cho đến ngày hôm nay là khoảng hơn 3 tháng. Ừ. Nhưng mà thời gian đó lại nằm ở bệnh viện cả 2 tháng nay. Vì ngoài bệnh sởi còn bệnh gì nữa thầy? Bé Khánh Huy thì không bị sởi. Nhưng mà khi mình tiếp nhận bé đó là thấy cái cơ thể bé nó xanh xao lắm. Và sau khi lên bệnh viện kiểm tra đó thì mới phát hiện là bé bị đã lép nửa phổi rồi, nửa lá phổi rồi. Và đã điều trị suốt cả một tháng vừa qua.
và mới được xuất viện hồi chiều thứ sáu tuần rồi về chùa. Thì tức là chiều thứ sáu về đây, ở đây được đêm thứ sáu, đêm thứ bảy, đêm chủ nhật, và sáng thứ hai phải nhập viện là tiếp tục. Mà hiện bây giờ vẫn còn đang điều trị tại Di Đồng Cần Thơ. Điều trị về tình trạng lép phổi. Bé là mình nhặt về lúc mấy tuổi, mấy tháng, mấy ngày tuổi à? Khi vào trong chùa này lúc đó khoảng là 6 tháng rồi. 6 tháng? Khoảng 6 tháng rồi. Cũng để ngoài cửa luôn hả sao này? Trường hợp của Khánh Huy thì nghĩ là bé đã bệnh trong người, rồi có thể là gia đình không lo được. Chị, tức là bây giờ bé 9 tháng rồi đúng không thầy? À, thì khoảng đó. Dạ. Yeah. Quá tội nghiệp. Yeah, nếu mà không có chùa cô mang thì chắc cũng không biết làm sao luôn. Và từ đó tới giờ là không có trường hợp nào đến nhận con lại hả thầy? Dạ, hiện giờ là chưa có trường hợp nào nhận lại cả. Dạ. À, bây giờ mình nói, hồi nãy mình nói cái khó khăn lớn nhất của mình là về cái kinh phí không ổn định rồi đúng không thầy? À, chắc là cái mong muốn của mình, thầy cũng nói giúp cho mọi người để mà mọi người hiểu rõ hơn. Dạ. Thì nói chung là cái do cái nguồn kinh phí để mà lo cho các bé đó, nó không được ổn định như vậy. Thì cái mong muốn nó làm sao mà mọi người có thể mà hỗ trợ giúp, giống như mình thành lập một cái nguồn quỹ. À, thí dụ như là mỗi tháng đăng ký mỗi người là bao nhiêu đó, dù là số ít hay nhiều, nhưng mà mình có được cái ổn định, mình biết được hàng tháng mình có được cái khoản kinh phí để đó lo cho các bé, thì nó được ổn định lâu dài hơn. Còn hiện tại thì mình đa số là tiếp nhận vào hàng tuần, cuối tuần đó, thứ bảy chủ nhật thì Phật tử ở xa về thăm. À, tuy nhiên có những ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì cũng có nhiều Phật tử đến thăm. À, tuy nhiên cũng có những tuần không có ai. Dạ, rồi con hiểu cả. Rồi. Dạ. Dạ. À, chắc là thầy xin phép là đọc lại cái số điện thoại chính và cái số tài khoản của thầy, của chùa để mà mạnh thường quân họ biết, để họ ủng hộ. Dạ. Dạ. Cái số điện thoại chính của thầy là 0888982332. Dạ. Là một số đó, với một cái số nữa là 0329683939. Dạ. Đó là hai số điện thoại của thầy. À, về số tài khoản thì chắc là thầy đọc giùm con một cái tài khoản mà đại diện thôi cho nó dễ cho mạnh thường quân. Dạ. À, số tài khoản đại diện thì của thầy là cái tên là Nguyễn Minh Hải. Dạ. Là tên tục của thầy đúng không? Tên chứng minh của thầy. Dạ, tên chứng minh. À, Nguyễn Minh Hải, của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Vĩnh Long. Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Vĩnh Long, số tài khoản là 7300205291482. Dạ, rồi. À, chắc là mọi người cũng nghe rõ về cái thông tin số điện thoại và số tài khoản rồi. Và chắc cũng xin mọi người hoan hỷ về cái chuyện là một số người họ thắc mắc là vì sao chùa lại có số điện thoại, số tài khoản như là một cái cá nhân. Thì chắc là khi mà thành lập máy ấm ra thì mọi người cũng biết là sẽ phải nuôi rất là nhiều trẻ, và cái kinh phí hoạt động thì còn rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có điều kiện trực tiếp đến chùa để mà quyên góp. Thì do đó cái hình thức về số tài khoản, số điện thoại để liên lạc á, là để cho thuận tiện cho các mạnh thường quân để đóng góp cho chùa để nuôi dạy các trẻ. Và cũng mong là sau khi mà xem clip này thì một lần nữa mọi người phát tâm hoan hỷ, mọi người chung tay một ít để giúp cho chùa Quan Âm có thêm kinh phí lo cho những trẻ bị khó khăn để mà có một cái cuộc sống mới. Xin chào mọi người.